Triều Tiên có thể sử dụng lính Mỹ vượt biên cho mục đích quảng bá hình ảnh, nhưng khó đạt được nhiều lợi ích chính trị, theo các chuyên gia. Cập nhật diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine và những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Triều Tiên có thể làm gì với lính Mỹ đào tẩu? Triều Tiên im lặng bất thường về vụ binh sĩ Mỹ vượt biên. Đại sứ Trung Quốc cảnh báo đáp trả nếu Mỹ tiếp tục ra đòn công nghệ. Lầu Năm Góc xác nhận công dân Mỹ vượt biên sang Triều Tiên ngày 18 tháng 7 là binh nhì Travis King, người đang bị chờ dẫn giải về nước chịu kỷ luật sau khi có các hành động gây gổ, hành hung, phá hoại xe cảnh sát trong thời gian đồn trú ở Hàn Quốc. Quân đội Mỹ tin rằng King đang bị phía Triều Tiên giam sau khi vượt biên. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay Mỹ đang liên hệ với đối tác Triều Tiên để giải quyết sự việc, nhưng các kênh liên lạc đến nay đều chưa được phản hồi. Sau 2 ngày King đào tẩu, truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng chưa đề cập đến sự việc và giới chức Bình Nhưỡng vẫn giữ im lặng. Nhiều khả năng Triều Tiên sẽ sử dụng lính Mỹ vượt biên này cho mục đích tuyên truyền trong ngắn hạn và sau đó là quân bài để mặc cả với Mỹ, Yang Mujin, Chủ tịch Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Hàn Quốc nhận định. King, người gia nhập quân đội Mỹ vào tháng 1 năm 2021, là binh sĩ Mỹ đầu tiên vượt biên sang Triều Tiên kể từ năm 1982. Lính Mỹ đào tẩu sang Triều Tiên nổi tiếng nhất là Charles Jenkins, trung sĩ quân đội Mỹ vượt biên vào Triều Tiên năm 1962, sau khi đóng quân tại khu vực gần khu phi quân sự DMZ. Trong thời gian ở Triều Tiên, ông xuất hiện trên các bộ phim tuyên truyền, dạy tiếng Anh cho các đặc vụ Triều Tiên và dành 8 tiếng mỗi ngày để nghiên cứu các bài viết của lãnh đạo nước này. Ông được phép rời Triều Tiên năm 2004. Jenkins sau đó nói rằng ông thấy hối hận về quyết định đào tẩu và cho rằng sai lầm đó là do rượu. Giới quan sát tin rằng Triều Tiên cũng sẽ sớm công bố thông tin về King và sử dụng binh nhì này cho các hoạt động tương tự Jenkins. Đây được coi là kịch bản đau đầu về ngoại giao với Mỹ khi Washington cùng đồng minh Hàn Quốc đang tìm cách gây áp lực với Bình Nhưỡng vì các vụ thử tên lửa. Căng thẳng giữa Triều Tiên và Washington đã gia tăng khi Triều Tiên gần đây tăng cường chương trình hạt nhân và tên lửa sau thất bại của các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un năm 2019. Triều Tiên đã 3 lần thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong năm nay. Bình Nhưỡng cáo buộc Washington và Seoul gây căng thẳng với các cuộc tập trận quân sự và triển khai vũ khí, gồm cả tàu ngầm hạt nhân Mỹ thăm cảng Busan của Hàn Quốc tuần này. Năm ngoái, Triều Tiên đã phóng thử hơn 90 tên lửa hành trình và đạn đạo, trong đó có tên lửa bay qua Nhật Bản, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Sự gia tăng vụ thử tên lửa làm dấy lên lo ngại rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. Chuyên gia Yang Mujin và nhiều nhà phân tích cho rằng tương lai của binh nhì King sau khi đào tẩu có thể gắn liền với một số cam kết ngoại giao giữa Mỹ và Triều Tiên, cũng như mức độ căng thẳng trong quan hệ hai nước. Tuy nhiên, họ nhận định sự việc này ít có khả năng ảnh hưởng tới cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ hoặc tạo sức ép đủ lớn để Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, do đây là một quân nhân có cấp bậc gần như thấp nhất trong quân đội Mỹ và nhiều khả năng không nắm giữ bí mật quân sự nào. Andriy Lankov, giám đốc nhóm nghiên cứu rủi ro Triều Tiên ở Seoul, cho biết Bình Nhưỡng chưa bao giờ thực sự có thể sử dụng những tình huống như vậy làm đòn bẩy địa chính trị với Washington. Ở trong nước, Triều Tiên có thể coi hành động đào tẩu của King là thất bại trong nỗ lực khiêu khích của Mỹ và Washington phải cầu xin tha thứ, Lankov nói. Nhưng tôi không nhớ có trường hợp lính Mỹ đào tẩu nào mà họ có thể sử dụng như đòn bẩy nhằm đạt được nhượng bộ quan trọng từ Washington. Rachel Mi-Yong-Li, nhà nghiên cứu tại trung tâm Simpson ở Mỹ, cũng cho rằng Triều Tiên cũng giữ im lặng vì muốn tìm hiểu về vai trò, tầm quan trọng cũng như động cơ đào tẩu của Sinh và sẽ không coi binh nhì này là lá bài thương lượng có giá trị cao với Mỹ. Triều Tiên biết rằng chính phủ Mỹ khó có thể thay đổi chính sách hoặc cam kết của họ về tăng cường khả năng răn đe vì một binh sĩ, người được cho là phải đối mặt với án kỷ luật và cố tình vượt biên vào Triều Tiên, bà nói. Theo chuyên gia Lankov, Triều Tiên thường giữ công dân phương Tây trong khách sạn 4 sao và áp dụng chính sách đối xử tốt với họ nhằm tránh gây ra các phản ứng bất lợi từ dư luận quốc tế. Đây là lý do cựu nhà ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho, hiện là thành viên Quốc hội Hàn Quốc, cho rằng việc bắt giam binh sĩ Mỹ có thể tạo ra nhiều thách thức với Bình Nhưỡng về lâu dài. Ông nói Triều Tiên sẽ phải thành lập đội an ninh giám sát riêng binh sĩ bị bắt,
đồng thời bố trí phiên dịch viên, phương tiện và tài xế riêng ở cùng chỗ ở của họ, trong khi lợi ích thu lại không lớn. Bình Nhưỡng có thể tìm cách khai thác một số thông tin tình báo quân sự từ Kinh, song chúng sẽ không mang lại nhiều giá trị, ông Tì nói. Kinh đã bị giam 47 ngày trong nhà tù quân sự Mỹ ở Hàn Quốc và nhiều khả năng không nắm được bí mật nào. Triều Tiên hôm 20 tháng 7 vẫn giữ im lặng về việc binh sĩ Mỹ vượt qua biên giới liên triều để vào nước này 2 ngày trước đó. Các quan chức Mỹ cho biết Triều Tiên không trả lời thông tin liên lạc từ phía quân đội Mỹ về trường hợp của binh nhì Travis Ting. Các phương tiện truyền thông Triều Tiên trước đây từng đưa tin về việc giam giữ các công dân Mỹ, nhưng đến nay cũng không bình luận về vụ việc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Lầu Năm Góc đã liên hệ với những người đồng cấp trong quân đội Triều Tiên nhưng chưa nhận được phản hồi. Cho đến nay, chính phủ Mỹ vẫn chưa thể xác định được số phận của binh sĩ này. Ông Miller cho hay, Bộ Ngoại giao Mỹ đang kêu gọi những người đồng cấp ở Hàn Quốc và Thụy Điển tìm hiểu thông tin về Kinh. Ông Miller nói, chúng tôi vẫn đang cố gắng thu thập thông tin về tung tích của Kinh. Chính quyền đó đã và sẽ tiếp tục làm việc tích cực để đảm bảo an toàn cho binh sĩ này và đưa anh ấy trở về nhà với gia đình. Kinh trước đó đã gặp những rắc rối pháp lý khi đóng quân ở Hàn Quốc và bị giam giữ rồi áp giải ra sân bay trong tuần này để trở về Mỹ. Tuy nhiên trong quá trình đó, không rõ bằng cách nào Kinh đã đến được bàn môn điếm và vượt biên một cách có chủ ý và không được phép. Một quan chức cho biết Kinh một mình đi qua cổng an ninh để đến cổng khởi hành và sau đó bỏ trốn. Tờ Korea Times dẫn lời một quan chức sân bay cho biết binh nhì 23 tuổi đã nói với các nhân viên hãng hàng không rằng anh không thể lên chuyến bay vì hộ chiếu bị thất lạc. Chú của Kinh, ông Kages, là một trong những người cuối cùng nói chuyện qua điện thoại với Kinh trước khi anh này đến Triều Tiên. Ông Gates cho rằng Kinh đã rất đau khổ trước cái chết của người em họ 7 tuổi vì chứng rối loạn di truyền hiếm gặp vào đầu năm 2023. Ông Gates cho rằng dường như Kinh đang suy sụp vì cái chết của em họ, tức con trai ông Gates, đã ảnh hưởng nhiều vì Kinh đã không thể ở cạnh lúc đó. Theo hãng tin Reuters, vụ binh sĩ Mỹ vượt biên xảy ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên đã và đang thúc đẩy các vụ thử tên lửa đạn đạo. Hồi tuần trước, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn mới nhất mà nước này cho là có thời gian bay dài nhất từ trước đến nay. Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên có thể sẽ sử dụng việc binh sĩ Mỹ vượt biên vào mục đích tuyên truyền, nhưng nhiều khả năng không thể đạt được đòn bẩy chính trị. Các nhà phân tích tin là thời gian Kinh ở Triều Tiên sẽ kéo dài. Ông Victor Cha, cựu quan chức Mỹ và là chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington nhận định, Triều Tiên từng giam giữ nhiều người nước ngoài trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng vì mục đích tuyên truyền, đặc biệt nếu đây là binh sĩ Mỹ, trước khi buộc họ phải thú tội và xin lỗi. Ngày 19 tháng 7, Đại sứ Trung Quốc tại Washington phát biểu rằng Bắc Kinh không mong muốn một cuộc chiến thương mại hay công nghệ, nhưng chắc chắn sẽ đáp trả nếu Mỹ áp thêm biện pháp hạn chế ngành công nghiệp chip của họ. Phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen, đại sứ Tạ Phong nói rằng Trung Quốc không né tránh cạnh tranh, nhưng Mỹ định nghĩa nó theo cách không công bằng. Ông nhấn mạnh các lệnh cấm hiện nay mà Mỹ áp dụng với việc nhập khẩu thiết bị của Trung Quốc để sản xuất chip tiên tiến. Điều này giống như để bắt đối phương mặc đồ bơi lỗi thời trong một cuộc thi bơi, trong khi bản thân mình đang mặc Speedo, đại sứ Trung Quốc nói. Ông Tạ Phong đề cập đến thông tin mà báo chí nêu rằng Washington đang cân nhắc áp dụng cơ chế đánh giá đầu tư ra nước ngoài và tiếp tục cấm xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc không thể chỉ ngồi yên. Người Trung Quốc có câu nói rằng chúng tôi sẽ không khiêu khích, nhưng cũng không nao núng trước các hành động khiêu khích, ông Tạ nói. Trung Quốc chắc chắn sẽ có phản ứng của mình, nhưng chúng tôi cũng không mong muốn ăn miếng trả miếng. Chúng tôi không muốn một cuộc chiến thương mại, chiến tranh công nghệ. Chúng tôi muốn từ biệt với bức màn sắt cũng như bức màn silicon, đại sứ Trung Quốc khẳng định. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang hoàn thiện một sắc lệnh hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực nhất định, bao gồm chất bán dẫn tiên tiến, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Trung Quốc áp lệnh cấm nhằm vào hãng thẻ nhớ Mỹ Micron sau khi Washington áp hàng loạt các biện pháp hạn chế xuất khẩu linh kiện và thiết bị sản xuất chip để đảm bảo chúng không được dùng để nâng cao năng lực quân sự cho Trung Quốc. Sau khi kết thúc chuyến thăm 4 ngày đến Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết bất kỳ hạn chế đầu tư nào cũng sẽ có mục tiêu cao và được định hướng rõ ràng, chỉ nhắm vào một số lĩnh vực mà chúng tôi có mối quan tâm cụ thể về an ninh quốc gia. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!